Ronaldo mùa giải Icon có chỉ số chung ở vị trí RW cam đều là 109, lưng 25, chiều cao 1m86, cân nặng 75 kg, thể nhỏ, chân thuận, trái 5 và phải 2. 4 sao kỹ thuật, chọn góc bao gồm vạ, cánh trái, chân thuận, cá nhân, sút xoáy, tinh tế, sút xa. Ta sẽ review Rivaldo ở vị trí cam. Khi đặt Rivaldo ở vị trí cam, chúng ta thật đơn như sau. Công 2, thủ 2, luôn hỗ trợ phòng ngự. Thông thường, cầu thủ tự do xâm nhập vòng cấm. Rivaldo là một trong những tiền vệ công kiến thiết hay nhất của lịch sử bóng đá Brazil, khi mà anh đã góp công rất lớn để đưa Brazil tới chức vô địch World Cup 2002. Ở World Cup 2002 thì Ronaldo đã ghi bàn trong 5 trận liên tiếp của đội tuyển Brazil. Và trong những bàn thắng trận chung kết của Robel thì Ronaldo là người kiến thiết. Các huấn luyện viên từng dẫn dắt và có cơ hội được chứng kiến Ronaldo thi đấu thì đều công nhận rằng anh có những phẩm chất đặc biệt, một kỹ thuật cá nhân xuất sắc, nhãn quan chiến thuật điêu luyện và đặc biệt là những cú dứt điểm bằng những pha ngã ban đền rất đẹp. Trong in-game thì Rivaldo mùa giải Icon có một thể hình cao và gầy, rất nhanh. QZD Rivaldo được xem là một trong những biểu tượng bóng đá Brazil cùng thời với người hoành tinh Ronaldo béo Ronaldinho. Bộ ba này đã tạo nên sức mạnh hủy diệt cho Brazil khi đứng trên đỉnh vinh quang của FIFA World Cup. Ta thấy là khả năng kích thích vị trí cam của Ronaldo là rất tốt, khi mà anh sở hữu khả năng đỡ bóng và cầm bóng xuất sắc. Mùa giải Icon là mùa giải đỉnh nhất của Rivaldo hiện tại, cũng là mùa giải mà thể hiện được những tố chất đặc biệt của sao tấn công này. Không phải Rô béo mà World Cup năm 2002 tổ chức ở Cúp và Nhật Bản, Rivaldo mới là người nhạc trưởng, mới là người lĩnh sướng và gánh team hàng công. Khi mà những trận nào Brazil khó là có Rivaldo. Anh ghi bàn, anh kiến tạo ở tất cả những trận đấu mình trải qua. Và như những gì Ronaldo đã từng nói với Louis van Gaal và các đồng đội: "Tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới, đó là tất cả những điều tôi muốn, tôi khao khát." Với tài năng thiên bẩm của mình thì Ronaldo đã giúp Brazil biến điều đó trở thành hiện thực. Skill quậy rất mượt. Sức mạnh của Ronaldo là ở mức trung bình. Vì vậy khi mà so vai với những hậu vệ to con thì Ronaldo không có lợi thế hơn.
Điểm mạnh của Ronaldo là những cú sút xoáy. Tình huống dứt điểm xuất thần. Khả năng chọn vị trí của Ronaldo mùa ấy cần là rất tốt. Anh luôn có mặt ở những điểm nóng trước khung thành đối phương. Có thể là đi bóng, cầm bóng, rê bóng, có thể là chuyền, kiến tạo. Và thậm chí là độc tấu solo ghi bàn, Ronaldo đều làm rất tốt. Có Ronaldo chúng ta có một nhạc trưởng đích thực ở vị trí tiền vệ công CM. Với tốc độ và kỹ thuật của mình thì Ronaldo hoàn toàn có thể đá vị trí tiền đạo và tiền vệ cánh trái, nơi mà ưu điểm thuận chân trái của anh sẽ phát huy được tác dụng. Khả năng sút bằng chân phải của Rivaldo là hạn chế hơn rất nhiều so với chân trái. Vì vậy trong những tình huống dứt điểm các bạn nên sử dụng Rivaldo dứt điểm ở chân thuận của mình là chân trái. Chiều cao tốt cũng giúp Rivaldo không quá thoát về những tình huống khung chín. Brazil là nơi sản sinh ra những bậc thầy kỹ thuật với vũ điệu samba huyền ảo. Và Rivaldo đã tiếp nối truyền thống của những cú bóng đá Pele, quái nhân Garrincha cùng với Ronaldo người hành tinh, đưa Brazil trở lại một thời kỳ bóng đá thịnh vượng nhất, huy hoàng nhất trong những năm 2000 thế kỷ trước. Và từ sau khi Rivaldo cùng với những Ronaldo giải nghệ thì người ta đã không còn được chứng kiến nhiều những đặc sản bóng đá mang tên Brazil khi chỉ có một cánh chim bé nhỏ mang tên Neymar Jr. Trong thời kỳ đỉnh cao của mình thì Ronaldo đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Barcelona, nơi mà anh có tới hai danh hiệu Copa và La Liga. Đó là việc ghi bàn ở trận bán kết Champions League. Tình huống rất hay của Ronaldo. Thấy là Diên Đồ xoay sở rất khéo.
Hiro Yasuo. Độ tạo rất hay cho Raul ở đây thôi. Chịu đi vào lưới. Đầu rất hay của Rivaldo. Thấy trên hàng công thì Rivaldo khả năng kích tiết và quay đảo rất tuyệt vời. Vị trí xa mờ thì ngoài yếu tố sức mạnh ra thì chúng ta có thể chấm Rivaldo một điểm 9,5 trên 10. Một cảm rất đáng dùng.